mọi người nhớ lấy mẫu đơn nhé của chị Thư, bây giờ bác ngồi bác đi nhìn chị Thư đi, bây giờ bác vợ theo để con cho ra tao phải biết nhá, bọn tình chỉ vì anh em này có mày thôi, đâu mới ra làm con Thư nhà tao không phải như thế đâu. Bác đừng có như thế, bác đừng có xoáy anh cháu như thế. Bác dù gì ấy, Thư cũng là con gái của bác, mẫu của người thịt của bác xem nào bác đi nhìn Thư chứ. Bây giờ bác xem bây giờ chỉ nhìn thấy con chết. Tao còn lòng tao còn đau hơn cái mày, lòng tao đang như là ruột bóp nhá. Tao chửi con tao con đi kiểu que rồi, tao bố con tao đi tìm kiểu que rồi. Tao điện thoại hết cho mọi người kia, cô nhìn cô bé con tao chưa thấy nó đâu ấy. Chúng mày nếu chúng mày có tốt tụng nghe nhá, chúng mày đi tìm con hộ con Thư cho tao. Để chúng mày tốt, để chúng mày nhé, chúng mày đi sang bên nhà tao làm gì. Anh em cháu mới tìm đây bác ạ. Bây giờ anh bảo như này nhá, bây giờ chị Thư sang nhà anh ở như này rồi ấy, thì cái chuyện mà chị Thư sang đây ở thì em không được nói với ai, không được để cho bố chị Thư với cả thằng Quang biết. Bởi vì anh nghĩ 100% nếu mà bố chị Thư với cả thằng Quang biết ấy, thì kiểu gì ấy, bố chị Thư với thằng Quang cũng sang đây để lôi chị Thư về. Nên là trong cái thời gian này nhá, không nói cho ai biết luôn, cứ để chị Thư ở nhà anh, để chị Thư ở đây. Còn là cái chuyện mà chị Thư về đây ấy, thì mình không nói cho ai biết, cứ để cho người ta nghĩ với cả bố chị Thư nghĩ là chưa thì nời luôn, chưa gì với chị Thư, để cho bố chị Thư ân hận luôn. Ôi, ô ba ơi, Thư ăn cơm rồi, thôi để cho nó nghỉ trong bếp thôi. Tình hình như này nhá, bây giờ ấy, Thư ở đây với gia đình nhà mình ấy, thì tốt nhất là mình không được nói chuyện này cho bố Thư với cả là cho ai biết, để cho mọi người biết là Thư đang ở đây. Coi như là gia đình nhà mình ấy chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ ấy coi như là Thư chưa tìm thấy, đúng chưa? Thì bây giờ ấy phải như này này thì mới nói được cho bố Thư. Mình sẽ phải là sang đấy bây giờ nhá. Bây giờ bíp sẽ bíp cùng với Chiến với cả cùng với thằng Thông là sang đấy để mà nói cho bố Thư biết là giả vờ như cậu chưa tìm thấy, mình vẫn là đang trong thời gian này mình đi tìm để nói cho bố ấy biết, bố Thư biết ấy. Đấy, để mình thử mình đánh lạc hướng ấy, hiểu không? Thì coi như là mình đừng nói cho bác ấy biết là Thư ở bên này. Nếu mà bác ấy biết Thư ở bên này với cả thằng Quang nó biết là nó sang đây nó tìm đấy. Em của em không nói đâu. Tôi với ông phải sang đấy. Để mày sang đấy mày cứ nói như là chưa tìm thấy nhá, rồi mày nói là Thư bây giờ Thư nghĩ quẩn rồi, mày nói làm sao mà mức độ nguy hiểm nó càng ngày nó càng tăng lên, hiểu chưa? Còn là để anh với mẹ anh ở nhà để trông chị Thư, thấy chưa? Còn mày cứ sang đấy mày nói làm sao mà để cho thật căng lên, nhá? Đừng nói cái vấn đề là đã tìm thấy Thư rồi. Để cho thằng này em cả biết, thằng này em nói cho. Đúng rồi. Chuyến nào đấy? Đi sang đây để vâng, nói với mẹ và ông kia để xem Thư tình hình. Đi xem Thư đi thì tôi mới. Đúng rồi. Đấy, thằng này nó đi đổ xăng. Sao bây giờ chúng mày vẫn ở nhà không đi tìm Thư đi? Chúng mày vào nhà không tìm Thư đi? Vẫn còn ở nhà đấy à? Mày bảo tao sao mày biết tao không đi tìm chị Thư? Bây giờ mày vẫn ở nhà không đi tìm Thư đi, bây giờ rõ chị Thư làm sao rồi sao? Đúng rồi. Tìm suốt đây này, mày không nhìn đấy à? Này, thằng này tao với bố tao cũng đi tìm rồi. Đi tìm gì mà suốt ngày ở nhà này mãi thế? Đấy, bố đâu? Nó bố mày đâu? Bố mày đâu? Chúng mày đến nhà tao làm gì đấy? Hả? À, bác ơi, bác xem nào. Bác cháu cái gì tao ơi, bố con tao vừa đi tìm chút tổng que hôm nay. Bố tao con tao vừa về vì chúng mày hết đấy. Vì gì bọn cháu bây giờ, vì bác chửi Thư, vì gì bọn cháu bây giờ bác là bố của đấy à? Trời ơi, không được cái việc tao đẻ con tao ra, tao phải chửi con tao. Con tao tao bảo nó lấy thằng que của mà tao không cho đồng ý lấy thằng kia đâu. Nhưng mà bây giờ bác, chị Thư đã như thế rồi bây giờ. Mọi người nhớ mỗi đôi nhé, bởi Thư bây giờ bác ngồi, bác đi nhìn Thư đi, bây giờ bác vợ nhà. Theo để con cho ra, tao phải biết nhá, bọn tình chỉ vì anh em này có mày thôi. Đâu có ra làm con Thư nhà tao. Không phải như thế đâu. Bác đừng có như thế, bác đừng có xoáy anh cháu như thế. Bác dù gì ấy, Thư cũng là con gái của bác, mẫu của người thịt của bác xem nào bác đi nhìn Thư chứ. Bây giờ bác xem bây giờ chỉ nhìn thấy con chết. Tao còn đau hơn cái mày, lòng tao đang như là ruột bóp nhá. Tao chửi con tao đi kiểu que rồi, tao bố con tao đi tìm kiểu que rồi. Tao điện thoại hết cho mọi anh con kia, cô gì cô bác tao chưa thấy nó đâu ấy. Tao nói anh chúng mày biết thế, tao còn ruột tao nứt ra từng khúc rồi. Sao mà lúc chị mới đi tìm vì chúng mày thôi, chỉ vì chúng mày đang làm con tao khổ thế. Sao thì lúc mày áo mới đi bác cũng đi tìm ạ, bây giờ bác xem bây giờ càng ngày chuyện nó càng nguy hiểm đấy bác ạ, bây giờ. Em đi cái lúc chúng mày để làm con tao khổ cho lây nhá, nó lấy giọng em nè xong rồi. Cuối cùng nè, đấy chỉ vì chúng mày nè. Bây giờ bà bắt đuổi chị Thư đi. Để tại của cháu à? Đuổi chị Thư đi làm gì? Xong bây giờ bố thấy hậu quả chưa? Chị Thư đi rồi. Nếu mà bác không chửi Thư thì Thư làm gì bỏ nhà đi đâu bác? Mày bảo gì vì bố? Vì bố thì bây giờ bố bảo là lấy được quen gia đình người ta đến, người ta nói chuyện rồi.
đến nhà mình nói chuyện rồi mà tất cả cái bác cái cô nhà nó ngồi đấy thì phải lễ nha, đình nhà ta chứ bây giờ bố ngồi đấy cứ không đây mi nọ kia thồn 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 thì đẹp bố mũi mặt bố chưa. Bố không bắt ép chị Thư cưới thằng Quang lần sau chị Thư đi như thế. Đúng rồi bác ạ. Xong rồi chị Thư không yêu nó rồi bố cứ bắt ép. Gia đình người ta đến, gia đình người ta đến nói chuyện rồi. Thư không yêu bác lại đi bắt ép như thế. Bây giờ nè, gia đình người ta còn phải đi tìm nữa. Chúng mày nếu chúng mày có tốt bụng nha, chúng mày đi tìm con hộ con Thư cho tao. Để chúng mày tốt, để chúng mày thế, chúng mày đi gia đình nhà ta làm gì. Anh em cháu mới tìm đây bác ạ. Thôi nếu không thấy thôi chứ ngay chúng mày đi về thì xem sao để cháu đau đầu thêm. Bây giờ bọn cháu đang cố bảo cho bác là bây giờ bác cứ gặp mọi người đi tìm Thư của bọn cháu đi chứ bọn cháu đi tìm mãi không thấy đâu. Khắp nơi bọn cháu tìm không thấy rồi. Cháu bảo sang đây cháu bảo bác đi tìm đi. Thưa với chúng mày là bố con ta vừa về đây này vừa đi về tới đây này thì về cô thì cô bác cái tạm cũng tặng hết rồi để đi tìm. Rồi tao nhà bao ngày từ hôm qua em kia giờ nhà tao cũng không ăn cơm tí nào cơ mà cũng. Tao thương con tao chứ tao để con tao tao không biết đâu. Bọn cháu không đi tìm mãi, bọn cháu đi tìm vừa về là chúng về cho tìm mãi không thấy đâu về đâu chứ bảo bác đi. Chỉ vì chúng mày hết tất cả vì mày đấy con thấy chưa? Chỉ vì chúng nó ăn chưa? Không phải là vì bố nhá. Vì gì bọn cháu là vì bác. Bác đuổi Thư đi sao tại bọn cháu à? Đuổi chỉ vì cái thằng kia nhà mày ấy, vì cái thằng kia nhà mày cứ bảo nè tốt, tốt là chỗ nào đấy con tao đây này, con tao đã đi rồi đấy. Bây giờ đi tìm đi. Giờ vì bác ấy, bác giả, chị kia Thư Thư thấy Quang rồi gì? Anh đi tìm Thư, anh không ăn uống không ngủ nghỉ. Anh mới mất hồn ở nhà kìa. Bây giờ bố vừa Thư làm sao Thư đi như thế. Ê mời anh em này, mày anh em nhà mày đây trộm bạc cả thằng kia đấy. Em đi tìm cái Thư như thế nào. Bọn cháu tìm mãi rồi. Tìm đâu đây đây. Ê nó tìm hết rồi. Thư yêu cái Thư ra. Bọn cháu này bọn cháu đi tìm hết để bọn cháu còn báo công an rồi. Nhưng mà công an người ta phải để xem tình hình như thế nào. Người ta còn làm việc với ạ. Chứ không phải là một cái là tìm ra đâu. Bây giờ bác xem nào bác phải đi tìm Thư. Thôi chúng mày bác bảo này mày về đi lại với cái thằng kia nhà chúng mày ấy. Là từ nay đi thôi đừng nói rằng gì về Thư cái Thư của tao nữa. Tao đã đau lòng rồi, tao không bao giờ tao chịu nổi rồi. Từ hôm tao chửi con nhà tao rồi. Lên nhà về mà mẹ con nhà nó mà thương cái Thư của tao ấy thì đi tìm hộ gây nhà tao. Anh ấy đau tìm suốt rồi bác, tìm khắp ở đây rồi. Khắp nơi cũng thế thôi, để bố con tao đi tìm. Đi về đây. Cháu chị sang thì nói bác thế thôi. Bọn cháu xin phép bọn cháu về đây ạ. Không chứ bố chúng mày về. Tao không cần đâu, bây giờ về bảo mình. Mẹ con nhà nó đấy, tốt thì đi tìm hộ nhà tao. Vâng. Bây giờ không tìm thấy Thư luôn. Bố em thì mình nhìn còn ấy. Tôi biết nhưng mà bây giờ là vẫn đang kiểu như nó xong là kiểu như là đang đi tìm đấy. Đấy, nói ân hận rồi. Trong lòng nói vậy thôi. Bây giờ phải về báo anh Kiên luôn bây giờ. Bây giờ đi về luôn đi. Ừ, bây giờ đang ân hận lắm rồi đấy. Nhanh nhanh nhanh. Lên xe, lên xe. Đi 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 trong mặt như nào? Mặt tái nghệt chứ cứ đùa là tái nghệt luôn. Thế à? Ông bảo tao là tao ân hận rồi. Ôi. Tao đi tìm Thư mãi mà nào mà không thấy. Thế ân hận rồi á? Vâng. Ân hận mà. Ân hận rồi nhìn mày nhìn mặt ông. Ông ấy nhìn mặt ông ngoái luôn mà. Nhìn mặt là tao lúc tao chửi Thư là nằm thôi. Rồi tao như cắt rồi. Ôi. Nếu mà bọn Kiên với lại biết thì phải đi tìm kiểu là giúp đỡ đi tìm Thư ấy. Thì nhiều bên đây tìm sao anh ạ? Đang sợ rồi. Đang nghe hết rồi. Lo lắng lắm. Thì kiểu loài chắc chắn là mình nghĩ là ông này đang lo cho Thư và nghĩ vẫn cứ nghĩ Thư đúng này rồi. Không tìm thấy Thư. Đúng rồi. Vẫn chưa tìm Thư mà anh. Lúc em còn trách bố nó cơ. Thế là hai đứa con chửi nhau. Chửi nhau ấy. Cho thế biết thì lần đấy bây giờ đi. Thằng Trung cứ trách bác là bảo là tại bố mà chị Thư bỏ nhà đi đấy. Cứ trách bố nó mà. Bác nào bác phải trách là đúng rồi sao mày không đi tìm đi. Cứ làm ở nhà. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của hai bố con nhà nó chung sợ có đáng thương không? Đáng nhẹt luôn mà bác. Không, à? Bố Thư sợ lắm bác ạ. Bảo đang lo lắng. Nhưng mà có thật không? Nhìn mặt có thật mà anh. Đáng thương không? Thật. Không chỉ có anh em cho anh xem lại luôn mà. Nhưng mà ông ấy vừa trách vừa lo, ông ấy trách mà là nếu nhưng mà chắc là bây giờ tầm này là cũng sợ thật bởi vì là ba hôm chưa thấy con về rồi thì cũng lo. Với cả là cái vụ mà Thư để dép ở trên sông nên là à cũng biết nên là đúng bác ấy biết là bác cũng lo. Tầm này phải làm như thế để cho bố Thư hối hận. Anh bây giờ đúng rồi, em vừa em sang không? Em cứ trách thôi, em cứ bắt đi tìm thôi, bắt ông lo. Sau tuổi vợ em về để tìm tiếp mà. Phải làm như thế.
phải làm như thế thì ông ấy mới sợ được chứ. Nếu mà gia đình nhà mình ấy mà bảo là cô đón thư về rồi là ông ấy sẽ đeo ông ấy tìm ngay. Không có trách móc mình luôn đấy. Đúng mình à? Mình kệ cho ông ấy, cho ông ấy phải hối hận như thế ông ấy chừa. Chứ bây giờ em mình mà cứ bảo là tìm cái thư rồi là in rằng ông về ông ấy lại lôi thư về ông ấy chửi thư cho mà xem. Mình kệ ông ấy để làm như này để dọa ông ấy một này. Cái thứ hai là để cho ông ấy biết là lần sau ấy không bao giờ có cái chuyện là chửi con cái nữa. Không bao giờ là ép đặt con cái nữa. Nếu mà ép đặt con cái lần sau ấy không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa đâu. Đây là một lần này lần cuối cùng rồi đấy. Mà lần này sang ấy cứ dọa cho ông ấy để cho ông ấy nghĩ là thư bây giờ xảy ra nhiều cái chuyện phức tạp. Để cho ông lo lắng. Để cho ông ấy chừa. Phải để cho ông ấy chừa. Phải cho ông ấy chừa anh ạ. Ông chửi bài học này ông nhớ đời được anh ạ. Từ mỗi lần cứ chửi mắng con này thì lại để con đi bỏ nhà đi lại không đi tìm đấy kiểu vậy. Không đi tìm xong rồi là không lo lắng cái gì. Vâng, đến khi mà xảy ra chuyện gì thấy con chắc thì lại lo lắng. Bây giờ chắc lo lắng lắm mẹ. Giờ đang lo lắng tôi cứ kệ đi cho về thêm cái tình huống ra mới biết. Cứ để thế cho ông đi tìm mà. Cho ông biết. Đấy ạ, sang ấy có em ở Mỹ mà nói kiểu đi lo lắng lo lắng. Lo lắng đi tìm đi. Ôi hoảng sợ lắm mày. Hai bố con bây giờ cứ cãi nhau, cứ chửi nhau là bảo là cãi nhau. Cãi nhau. Cái thằng Dũng bây giờ bên sang biết đấy. Nhờ đấy ông hồi bà. Bây giờ cứ chuyện cho hai bố con đi tìm. Hai bố con chửi nhau và cãi nhau. Cho con đi tìm đi. Thế cho chừa đi chứ. Cứ anh em mình đi tìm nhiều rồi. Mình đi tìm bao nhiêu ngày khổ sở rồi. Vâng. Đấy xong rồi bây giờ lúc nhà mình sang quan tâm thì không cần. Vâng. Đuổi thế nọ kia. Bây giờ thì bảo nhờ mình đi tìm hộ. Vâng. Đấy kiểu vậy. Ông nắm giọng. Ông nắm chuyện lắm. Ông kiểu gì ông nói được vậy ạ? Phải cho như thế mới chừa được. Nếu mà mình cứ bình thường thì ông ấy không hối hận đâu. Đúng rồi, phải làm để cho ông có bài học đằng sâu nữa. Chửi con cái chửi con cái. Mỗi lần cứ kiểu là ông cứ chửi con thế để cho con bỏ nhà đi. Rồi lại không tìm. Cho như thế mới chừa. Mà chị chưa ngủ anh. Chưa ngủ mà. Bác cho ăn rồi, bác ăn xong giờ bác bảo ăn cơm. Để cho nó nghỉ ngơi. Phải nghỉ ngơi thì không phải. Mẹ đi làm đi. Ừ. Đi làm nhá. Đi làm đấy. Bây giờ. Đấy, kệ nhá, không ai được nói gì nhá. Nếu mà bây giờ mà ai hỏi là Thư đâu, mình vẫn nói là Thư chừng đấy nhá. Bất kỳ ai luôn. Tất nhiên là không nói rồi, bây giờ mà nói ra phát là bác Thắng hay bọn ông Quang biết là sang anh nghe đấy. Sang anh nghe luôn để tìm chị Thư về đấy. Không được nói gì đâu nhá. Bọn không nói. Tất cả mọi người không ai nói gì cả. Bây giờ tất cả... Lẹ đi đâu ấy, đừng có để cho Thư... đi ra ngoài gặp bác Thắng này, gặp Dũng này, bọn kia. Không cho đi ra ngoài, bây giờ đi ra ngoài làm gì? Bây giờ cái trước mắt là không được nói chuyện gì cho ai biết là Thư về đây ở để cho bác Thắng hay bác kệ cho bác cái suy nghĩ, bác ngẫm lại cuộc đời của bác, ngẫm lại cái những hành động của bác, bác ấy làm cho Thư nào, bác phải tự hiểu ra, bác phải tự nhận sai, bác phải tự hối hận. Mình bây giờ mình không được nói cho bác biết là Thư ở bên này, kệ thôi. Cậu em không nói đâu anh ạ. Thế cho đáng đời. Mắng chửi Thư bây giờ để Thư đi như thế. Phải dạ như này thì sợ rồi. Cho là sao chùa. Đây là có một cái bài học luôn. Đừng bao giờ chửi con cái, đừng bao giờ mắng chửi nó quá đà. Đừng ép buộc nữa. Cái ép buộc như thế thì ai chả bỏ đi được.